công ty mẹ của Shopee tìm cách vượt khủng hoảng. Tỷ phú Lý Tiểu Đông, nhà sáng lập Sea limited từng bày tỏ sự lạc quan trước sự suy giảm người chơi trong tựa game Free Fire hậu đại dịch COVID-19. Ông cho rằng xu hướng này sẽ sớm kết thúc và với nền tảng nội tại vững vàng, Sea limited có thể tiến bước để tối đa hóa tiềm năng dài hạn bao gồm cả việc bao chi để mở rộng hoạt động. Xong, tới tháng 9 năm 2022, ông thừa nhận rằng khó khăn có thể sẽ kéo dài. Công ty mẹ của Shopee đang phải xoay sở trong bối cảnh kinh tế suy thoái và lạm phát cao, cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ. Sea Limited đã cắt giảm khoảng 7.000 việc làm, tương đương 10% tổng nhân sự chỉ trong vòng 6 tháng qua, Bloomberg dẫn nguồn tin cho hay. Đợt sa thải mới nhất vừa được thực hiện vào ngày 14 tháng 11, bao gồm các các nhân sự tại hãng thương mại điện tử Shopee. Một số nhà phân tích dự báo Sea Limited sẽ tiếp tục báo lỗ trong đợt công bố kết quả kinh doanh vào ngày 15 tháng 11. Có rất nhiều thách thức, Ke Ian, trưởng bộ phận nghiên cứu của DRT Research có trụ sở tại Singapore chia sẻ. C-Limited phải chứng minh rằng thương mại điện tử có thể mang lại lợi nhuận. Sau đó, C-Limited cần chứng tỏ rằng họ thể tung ra nhiều trò chơi ăn khách hơn để thúc đẩy sự tăng trưởng trong phân khúc trò chơi, vị này nói. Theo Nathan Naizu, chuyên gia phân tích của Bloomberg Intelligence, Việc Sea Limited mạnh tay cắt giảm chi phí thể hiện doanh nghiệp này đã đặt mục tiêu lợi nhuận làm trọng tâm và điều đó sẽ giúp tập đoàn này trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư. Sea Limited đã niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2017, trong khi những tập đoàn công nghệ như Grab Holding, LTD hay GoTo Group cũng chỉ mới niêm yết trong năm qua. Các nhà đầu tư có thể đã xem Sea Limited không phải là một cổ phiếu tăng trưởng. Có rất nhiều áp lực đối với Sea Limited để đạt được lợi nhuận, nay dù nhấn mạnh